Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi con người đặt chân đến một vùng đất mới, khám phá ra một lĩnh vực mới, chủ quyền của con người với vùng đất đó, lĩnh vực đó dần được hình thành. Xã hội đang ngày càng phát triển, khái niệm chủ quyền biên giới của một quốc gia ngày càng được mở rộng. Không còn đơn thuần là chủ quyền với vùng đất, vùng trời, vùng biển thuộc sở hữu của một quốc gia, chủ quyền giờ đây còn mở rộng hơn với vùng lòng đất, vũ trụ và các hành tinh. Khi mà công nghệ số, sóng vô tuyến điện ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống, một khái niệm mới được hình thành, chủ quyền về tần số. Trong chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này, chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn xem lại quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số cùng với khách mời của chương trình là ông Phùng Nguyên Phương, trưởng phòng hợp tác và phối hợp tần số quốc tế Cục Tần số Vô Tuyến Điện, Bộ Thông tin và Truyền thông. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn anh nhiều. Vâng, trước hết thì xin mời ông Phương cùng quý vị khán giả cùng theo dõi tổng hợp của phóng viên chương trình về những ứng dụng của tần số vô tuyến điện. Ứng dụng của tần số điện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống hàng ngày: thông tin di động, phát thanh truyền hình, dẫn đường hàng không, hàng hải. Với việc phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các ứng dụng của tần số gắn chặt với việc bảo vệ an ninh, biên giới, chủ quyền hành chính. Ở vùng biên, hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống kinh tế, xã hội, ổn định an ninh khu vực này. Đi cùng với lợi ích là trách nhiệm bảo vệ chủ quyền tần số, hạn chế việc chồng lấn sóng, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh, bảo vệ khu vực biên giới. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai lũ lụt trên các địa bàn miền núi cũng cần sự hỗ trợ đắc lực của tần số. Với khả năng vô song trong việc phát triển tín hiệu trên các vùng rộng lớn, không phụ thuộc vào địa hình, tín hiệu vệ tinh là giải pháp tối ưu duy nhất, hiệu quả trong công tác ứng trực cứu hộ cứu nạn. Trên biển, việc thông tin kịp thời về các tình huống bất ngờ xảy ra để có phương án xử lý là đặc biệt quan trọng. Năm 2002, hệ thống thông tin trên biển được thiết lập với 29 đài thông tin duyên hải từ Móng Cái tới mũi Cà Mau, hai đài thông tin vệ tinh mặt đất giúp phủ sóng toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, cung cấp và xử lý thông tin dự báo thời tiết, báo bão, cứu hộ, cứu nạn và thông tin tàu thuyền trên biển 24/24 giờ. Tần số cũng phục vụ đắc lực cho việc dẫn đường hàng không, kiểm soát vùng thông báo bay FIR Hồ Chí Minh, bảo đảm an toàn không phận, giữ vững chủ quyền bầu trời. Trong quốc phòng, vũ khí khí tài hiện đại như radar, tên lửa, máy bay không người lái hay tàu chiến, tất cả đều cần những ứng dụng của tần số. Vâng, thưa ông, theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng tần số vô tuyến điện, một khái niệm vô hình nhưng lại có ứng dụng rất là cao trong đời sống xã hội và kinh tế. Ngoài ra thì đây cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng trong an ninh quốc phòng và bảo vệ biên giới. Thưa ông thì ông có bình luận như thế nào về vấn đề này? Về tần số ấy, thì chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đấy, tuy nhiên chúng ta có thể dùng các cái thiết bị chuyên dụng để quan sát được tần số. Và như vậy là sóng vô tuyến sẽ ở xung quanh chúng ta. Có rất nhiều các cái ứng dụng mà như bên cạnh chúng ta đây thì có thể có những cái smartphone chẳng hạn, thì là những cái ứng dụng nhỏ nhất, và trong nhà thì chúng ta có thể có các cái thiết bị điều khiển ở trong nhà thì đều sử dụng tần số vô tuyến điện, và TV chẳng hạn. Còn xa hơn nữa thì chúng ta đi tới cái lĩnh vực hàng không, và đối với lĩnh vực hàng không thì tần số rất quan trọng cho vấn đề dẫn đường hàng không, chẳng hạn như là vấn đề là cất cánh, hạ cánh của máy bay. Rồi về vấn đề trên biển chẳng hạn thì tần số sẽ hỗ trợ cho ngư dân ở trên biển cũng như là tàu thuyền đi lại ở trên biển được an toàn hơn. Về lĩnh vực không gian thì tần số rất quan trọng đối với lại vệ tinh viễn thông và vệ tinh viễn thám, thì cả hai cái quả vệ tinh này đều sử dụng các cái hệ thống điều khiển vệ tinh và sử dụng tần số vô tuyến điện. Còn ngoài ra thì trong tương lai xa thì chúng ta có thể là chinh phục vũ trụ chẳng hạn, thì lúc đó thì tần số hết sức là quan trọng đối với lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Về tương lai gần thì chúng ta sẽ thấy là những cái ngôi nhà thông minh và tất cả các thiết bị ở trong các ngôi nhà thông minh thì cũng có thể là đều được sử dụng các cái tần số điều khiển. Còn về lĩnh vực an ninh quốc phòng thì đây là một trong lĩnh vực quan trọng, và với việc là có các cái hệ thống viễn thông thì chúng ta có thể liên lạc được tất cả mọi miền ở trong đất nước, từ các cái vùng núi xa xôi rồi đến các vùng biên giới và hải đảo, và thông tin thông suốt. Và thậm chí là chúng ta có thể có liên lạc được từ Việt Nam tới tất cả các sứ quán của Việt Nam trên toàn thế giới. Về lĩnh vực quốc phòng thì tần số hết sức quan trọng. Và chúng ta đã biết là tất cả các cái thiết bị mà hiện nay mà sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng ấy, phần lớn là đều sử dụng với tần số. Nói đơn cử ví dụ như các cái hệ thống radar chẳng hạn. Các hệ thống radar ấy là cho phép chúng ta là có thể là quan sát được toàn bộ vùng trời, vùng biển, và các radar này thì đều là sử dụng tần số.
Còn bên cạnh đó thì tất cả các thiết bị khác như thiết bị điều khiển tên lửa, rồi điều khiển máy bay, rồi tàu chiến trên biển này thì đều là các dùng các cái ứng dụng về tần số. Và đặc biệt gần đây thì Liên minh Viễn thông Thế giới thì đã thông qua một loạt các cái băng tần mới, trong đấy đặc biệt là có các cái băng tần mà sử dụng cho điều khiển các cái máy bay không người lái nhưng mà lại điều khiển qua vệ tinh. Thì như vậy là từ với cái vệ tinh của chúng ta là Vinasat 1 chẳng hạn ấy, thì chúng ta có thể là toàn bộ cái khu vực Đông Nam Á thì chúng ta có thể từ Việt Nam mà điều khiển máy bay không người lái bay toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Vâng, như ông vừa trao đổi thì tôi có thể thấy rằng khái niệm chủ quyền tần số là gắn rất chặt với chủ quyền về biên giới, hải đảo, với biển, về hàng không, về không gian vũ trụ, đúng không ạ? Vậy thưa ông thì tần số được ứng dụng vào trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền biên giới thì có thể được tính từ thời điểm nào ạ? Về ứng dụng mà bảo vệ chủ quyền biên giới thì theo tôi thì đã có từ rất lâu rồi. Và đặc biệt là có rất nhiều những cái ứng dụng mà có thể là cho phép là bảo vệ chủ quyền biên giới. Ví dụ như là chúng ta có thể là lắp các cái trạm VSAT cùng với các cái hệ thống camera để quan sát các cột mốc biên giới. Và qua đó thì chỉ cần một vài cái hệ thống nhỏ chúng ta từ thu về trung tâm thì qua đó chúng ta có thể quan sát được tất cả các cột mốc biên giới cũng như là các sự di chuyển ở cái khu vực mà vùng biên giới. Còn với các cái vệ tinh mà quan sát trái đất thì chúng ta có thể chụp ảnh được toàn bộ khu vực mà biên giới và toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, rồi bao gồm có cả các cái vùng như là thềm lục địa hay là các cái đảo xa. Với ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc làm chủ công nghệ cũng như quản lý tần số. Bởi vậy, kể từ năm 2008 đến nay, Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền quốc gia trong không gian với việc phóng thành công vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 và vệ tinh quan sát trái đất Vinaresat 1. Ngày 19 tháng 4 năm 2008, Trung tâm Vũ trụ Quốc tế Kourou, Guyana, Pháp. Mười 6:30, vệ tinh được kiểm tra lần cuối trước khi gắn vào tên lửa Ariane 5. Hai tiếng trước giờ phóng, tên lửa được di chuyển ra bãi phóng. Một phút trước giờ phóng, tại trung tâm điều khiển, không khí căng thẳng, hồi hộp bao trùm. Ngày 19 tháng 4 năm 2008, vệ tinh Vinasat 1 được phóng thành công lên quỹ đạo 132 độ Đông. Việt Nam đã ghi tên mình trên bản đồ không gian thế giới với vệ tinh nhân tạo đầu tiên của mình, đánh dấu một sự kiện trọng đại không chỉ trong lĩnh vực khoa học lịch sử, mà còn ở ý nghĩa to lớn của nó đối với đời sống xã hội. Đặc biệt, những đối tượng quan trọng là hệ thống quản lý, điều hành của quân đội, công an, các kênh truyền hình trung ương, địa phương đều được ưu tiên sử dụng vệ tinh Vinasat. Sau khi phóng vệ tinh Vinasat 1 vào ngày 19 tháng 4 năm 2008 thì cái việc đấy là đã giúp cho chúng ta hoàn thiện mạng viễn thông quốc gia, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc bằng các loại hình khác nhau. Và qua đó là cũng khẳng định chủ quyền quỹ đạo không gian của Việt Nam trên thế giới. Bên cạnh đó thì sau khi phóng vệ tinh thì chúng ta đã nhanh chóng triển khai các loại hình dịch vụ thông tin vệ tinh để phát triển thông tin liên lạc tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi mà các cái phương thức truyền dẫn khác là không đáp ứng được. Thì qua đó là cũng góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của chúng ta. Hơn 4 năm sau đó, ngày 16 tháng 5 năm 2012, Việt Nam tiếp tục phóng vệ tinh Vinasat 2 lên vị trí quỹ đạo 131,8 độ Đông. Với Vinasat 2, Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu về dung lượng vệ tinh từ nay đến năm 2020. Cụ thể, Vinasat 2 có dung lượng lớn hơn Vinasat 1 khoảng 20%. Khi ổn định trên quỹ đạo, sẽ cùng với vệ tinh Vinasat 1 tạo thành một hệ thống vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và giảm thiểu rủi ro lẫn nhau giữa hai vệ tinh. Dự án phóng vệ tinh Vinasat 1
và Vinasat 2 là các dự án được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây là các dự án có ý nghĩa chính trị và kinh tế xã hội to lớn, thể hiện chủ quyền quốc gia Việt Nam trong không gian, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện tại, Vinasat 1 và Vinasat 2 đang được quản lý và điều khiển bởi Đài Điều khiển Vệ tinh Quế Dương, Hà Nội và Bình Dương. Hiện nay, đội ngũ cán bộ của hai trung tâm đã tiếp cận, làm chủ được kỹ thuật chuyển giao, vận hành tốt hai vệ tinh địa tĩnh, cung cấp dịch vụ với chất lượng ổn định cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế. Có thể nói rằng là trong một thời gian rất ngắn thì chúng ta cũng đã có khách hàng nước ngoài, thậm chí là khách hàng nước ngoài là cũng song hành luôn với khách hàng trong nước. Chúng ta cũng đã nỗ lực hợp tác và cung cấp được cho các đối tác, khách hàng ở thị trường nước ngoài như là ở bên Lào, bên Malaysia, bên Singapore, bên Thái Lan, Đông Timor và Myanmar, v.v. Đến cái thời điểm này thì vệ tinh Vinasat 1 là đã sử dụng trên 95% dung lượng của vệ tinh, có thể nói là đã đầy, rất là có hiệu quả. Khách hàng thì kể cả là trong nước lẫn nước ngoài. Còn vệ tinh Vinasat 2 sau hơn 4 năm được đưa vào khai thác thì chúng ta cũng sử dụng dung lượng của vệ tinh Vinasat 2 rất là tốt. Đến nay chúng ta cũng sử dụng được tới 60% dung lượng của vệ tinh Vinasat 2. Ngày 7 tháng 5 năm 2013, Việt Nam tiếp tục phóng vệ tinh viễn thám quan sát trái đất VnRedSat 1 có khả năng chụp ảnh toàn bộ các khu vực trên bề mặt trái đất. Vâng thưa ông, việc phóng thành công vệ tinh Vinasat 1 lên quỹ đạo vệ tinh vào ngày 18 tháng 4 năm 2008 và có thể được coi là xác lập và khẳng định chủ quyền của quỹ đạo vệ tinh Việt Nam trong không gian vũ trụ. Vậy thì ông có bình luận như thế nào về sự kiện này? Đây là cái vệ tinh đầu tiên của Việt Nam. Và vệ tinh này thì có cái vùng phủ rất rộng và trên toàn bộ khu vực châu Á. Thì do đó mà chúng ta có thể là thông qua cái vệ tinh Vinasat 1 mà có thể là có các cái thông tin liên lạc ở trên toàn bộ khu vực châu Á từ Việt Nam. Và cái việc với việc phóng cái thành công vệ tinh Vinasat 1 ấy, thì đã đánh dấu cái bước đầu tiên là chinh phục vũ trụ của Việt Nam và là một bước xác lập cho chủ quyền Việt Nam ở trên không gian. Thì tôi đánh giá thì đây là một cái sự kiện mà hết sức quan trọng của Việt Nam. Và cái vệ tinh Vinasat 1 này thì cái quá trình mà đàm phán phối hợp của vệ tinh này rất là kéo dài. Và theo quy định của Liên minh Viễn thông Thế giới thì chúng ta phải hoàn thành phối hợp với tất cả các cái nước mà bị ảnh hưởng. Do đó mà có thể nói là sau khi mà chúng ta hoàn thành phối hợp ý, thì cũng theo quy định thì chúng ta sẽ phải phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Và trong trường hợp mà chúng ta không phóng kịp vệ tinh lên quỹ đạo thì vị trí quỹ đạo đấy sẽ thuộc về ưu tiên của một nước khác. Và do đó khi đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể là có được vị trí quỹ đạo 132 độ Đông như hiện nay. Và cũng theo quy định thì nếu như giả sử có một nước nào đó mà ngay sau Việt Nam mà khi Việt Nam chưa phóng lên mà họ phóng vệ tinh lên ý, thì nếu chúng ta có đăng ký lại hồ sơ vệ tinh cho vị trí 132 ý, thì chúng ta cũng không thể nào mà hoàn thành phối hợp cho vị trí đó. Do đó có thể kết luận là việc phóng thành công vệ tinh Vinasat 1 ý, đã đánh dấu mốc chủ quyền của chúng ta ở trên không gian đối với vị trí 132 độ Đông. Dạ vâng ạ. Được biết thì cái thời gian mà chúng ta cần để đàm phán để phóng vệ tinh Vinasat 1 thì là 11 năm đúng không ạ? Và thời gian này thì có thể nói là tương đương với chúng ta đàm phán vào WTO. Vậy thì thưa ông, tại sao chúng ta lại cần đến thời gian nhiều như vậy ạ? Vâng, cái việc đàm phán cho cái vệ tinh Vinasat 1 thì bắt đầu từ năm là 1997. Thì đấy là thời điểm mà chúng ta đã gửi 7 bộ hồ sơ đầu tiên đăng ký quỹ đạo vệ tinh. Thì trên cơ sở các cái bộ hồ sơ đấy thì chúng ta sẽ tiến hành đàm phán phối hợp với các nước và sẽ chọn ra cái vị trí quỹ đạo mà phù hợp nhất cho cái dự án vệ tinh Vinasat 1. Thế thì cái thời điểm mà phóng vệ tinh là năm 2008, thì tính từ cái năm 1997 thì có nghĩa là khoảng 11 năm. Tại sao thì việc đàm phán lại lâu như thế? Thì theo quy định của Liên minh Viễn thông Thế giới thì để hoàn thành việc phối hợp cho vệ tinh Vinasat 1 thì chúng ta phải phối hợp với 27 nước.
và khoảng hàng trăm mạng vệ tinh bị ảnh hưởng. Với cái việc phối hợp như thế thì cái quá trình phối hợp rất là kéo dài, tại vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái khoảng cách vị trí quỹ đạo của các nước đối với Việt Nam. Đối với một số nước thì chúng ta chỉ cần một cái cuộc họp phối hợp là xong, tại vì là cái vị trí quỹ đạo nó ở rất xa. Thế còn đối với một số nước mà có vị trí quỹ đạo gần như là Nhật với lại Tonga thì cái số lần đàm phán rất là lâu. Như trường hợp của Nhật thì chúng ta phải cần tới 11 cuộc đàm phán. Còn cái quá trình mà đàm phán thì rất là căng thẳng. Tôi nói ví dụ như là trường hợp chúng ta đàm phán với Trung Quốc chẳng hạn nhé, thì chúng ta đàm phán đến 3 giờ sáng và sau đó thì cái kết quả đàm phán cho một mạng vệ tinh chứ không phải là toàn bộ thì là đã bị hủy ở khoảng thời điểm 3 giờ sáng. Còn đối với đàm phán với Nhật thì có một lần tôi tham dự vào năm 2004 thì khi đó là đoàn Nhật có khoảng 35 người. Thế còn đoàn Việt Nam lúc đấy chỉ có khoảng 7 người, thì kể cả khi vào trong cuộc họp thì chúng tôi đã nhìn thấy có một cái sự là chênh lệch rất lớn. Thế còn phía đoàn Nhật thì họ có tới là 5 đoàn của các nhà khai thác. Do đó mà trong quá trình mà đàm phán ấy thì đoàn Nhật liên tục đàm phán đoàn Việt Nam và họ liên tục nghỉ. Tại vì họ có tới 5 đoàn và họ đàm phán thay phiên nhau. Thế thì sau khi mà đoàn phán phối hợp thì cái hôm cuối cùng ấy thì cái thời gian đàm phán là đã qua đêm và đến 7 giờ sáng hôm sau bắt đầu mới kết thúc. Và sau đó thì đoàn có 2 tiếng để ra sân bay để về nước. Thì qua đó có thể thấy là cái quá trình đàm phán kéo dài và hết sức phức tạp. Và kết quả là đến năm 2008 thì vệ tinh Vinasun 1 bắt đầu được đưa vào quỹ đạo. Vâng, có thể thấy rằng như ông trao đổi thì việc đàm phán về việc phóng vệ tinh nó cũng khó khăn, vất vả và tốn nhiều thời gian như là đàm phán về biên giới chủ quyền, đúng không ạ? Vậy thưa ông, thì bên cạnh Vinasat 1, Vinasat 2 và Vinaresat thì sắp tới chúng ta có khả năng nào phóng thêm một vệ tinh nữa không ạ? Đã, về cái khả năng mà phóng thêm vệ tinh ý, thì thực ra là Cục Tần số là cơ quan mà chịu trách nhiệm về vấn đề là tìm kiếm cái vị trí quỹ đạo mới. Thì còn đối với một số các cái băng tần mà đã sử dụng, như giả sử như cho Vinasat 1 chẳng hạn ý, thì những băng tần đấy hiện nay là số lượng các nước mà phóng vệ tinh đến quỹ đạo là rất lớn. Do đó mà tìm kiếm các cái vị trí quỹ đạo mà sử dụng băng tần này là không dễ dàng, giống như là chúng ta đang đãi cát tìm vàng ấy, thì tức là một công việc mà rất là khó. Cái thời điểm mà vệ tinh chúng ta phóng vệ tinh Vinasat 1 ấy, nếu giả sử như mà không phóng kịp cái vệ tinh Vinasat 1 ấy, thì cái vị trí quỹ đạo đấy là chúng ta sẽ rất là khó phối hợp, tại vì các nước ngay sau đó họ sẽ khai báo các hồ sơ mà ngay trước Việt Nam, thì lúc đó là Việt Nam lại phải phối hợp lại với các nước. Và nếu như giả sử các nước đấy mà có một cái quả vệ tinh nào đó gần Việt Nam chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể sử dụng được vị trí 132. Sau khi mà phóng vệ tinh Vinasat 1 ấy, thì Việt Nam là nước thứ 93 trên thế giới có vệ tinh và là nước thứ 6 ở trong cái khu vực ASEAN. Vậy là bây giờ khi mà chúng ta đã có vị trí vệ tinh như vậy thì các nước muốn phóng vệ tinh lên sẽ phải đàm phán với chúng ta phải không ạ? Các nước mà nếu mà phóng vệ tinh lên ấy, mà họ có vị trí quỹ đạo đăng ký ở gần vị trí quỹ đạo Việt Nam và có các cái vùng phủ trùng với cái vùng phủ sóng của cái vệ tinh Vinasat 1 cũng như là có các cái băng tần trùng ấy, thì khi đó thì họ sẽ phải đàm phán với Việt Nam. Một đặc điểm quan trọng trong quản lý tần số đó là sóng vô tuyến điện không bị hạn chế về biên giới hành chính. Vì vậy, hoạt động phối hợp quốc tế trong quản lý tần số có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia cũng như thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ tinh mà Việt Nam đã ký kết. Từ hơn 20 năm nay, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, Tổ chức Viễn thông Châu Á-Thái Bình Dương APT. Cụ thể, Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào các tổ chức, nhóm nghiên cứu về thông tin vô tuyến. Tại WRC 07-2007, WRC 12-2012, Việt Nam đã xây dựng báo cáo hội nghị, đề xuất và bảo vệ thành công đề xuất kéo dài thời gian có hiệu lực cho hồ sơ vệ tinh, tạo tiền đề cho việc phóng thành công vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2. Tại WRC 15-2015, đoàn Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về bản chất với tư cách là chủ tịch nhóm soạn thảo 7 về thể lệ vệ tinh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được giao đảm nhận nhiệm vụ đại diện của khu vực về vấn đề thể lệ vệ tinh. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã có tiếng nói ở hơn 20 chủ đề về thể lệ vệ tinh và được chuyên gia nhiều nước đánh giá cao. Các ứng cử viên của Việt Nam được bầu vào các vị trí quan trọng trong các tổ chức quốc tế. Năm 2014, ứng cử viên của Việt Nam, ông Đoàn Quang Hoan, trúng cử vào Ủy ban Thể lệ Thông tin Vô tuyến, một ủy ban đặc biệt của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, gồm 12 chuyên gia được lựa chọn từ 5 khu vực.
Việt Nam được bầu làm chủ tịch tiểu nhóm quản lý tần số ASEAN, phó chủ tịch của hội nghị chuyên môn về các vấn đề liên quan đến quản lý tần số AWG, chủ tịch của 4 nhóm soạn thảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về các nghiệp vụ thông tin vô tuyến hàng hải, nghiệp dự, kỹ thuật vệ tinh và thể lệ vệ tinh, phó chủ tịch các nhóm nghiên cứu 1 và 5. Việt Nam đang thực sự dấn thân vào môi trường viễn thông quốc tế. Một trong những dấu ấn quan trọng là Việt Nam đã có các thành viên tham gia vào ban soạn thảo thể lệ của ITU. Điều này giúp cho ITU và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sử dụng viễn thông một cách có hiệu quả nhất. Những điều khoản mà ITU bàn thảo thì đều được Việt Nam chuẩn bị trước, đóng góp ý kiến và có chính kiến với các dự thảo. Đây là điều rất quan trọng. Vì Việt Nam có những thành viên thực sự tham gia vào tổ chức, nên Việt Nam có thể đăng ký những phổ sóng vô tuyến có giá trị. Đây là điều cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển viễn thông cộng đồng, nâng cao mức sống của người dân. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong các nước đi tiên phong ở khu vực châu Á trong việc hợp tác quốc tế về tần số. Cùng với đó, việc phối hợp song phương giải quyết các vấn đề về tần số cũng được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Mỗi năm, Việt Nam đều có các cuộc họp, đàm phán về tần số khu vực biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc trong các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin di động. Vâng, thưa ông, có thể nói rằng việc hợp tác trong lĩnh vực tần số của Việt Nam thì được đánh giá là đi tiên phong trong ASEAN và có thể nói là quan trọng trong lĩnh vực trong khu vực châu Á. Vậy thì tại sao việc tham gia ngày càng sâu và có các thành viên trong các tổ chức quốc tế thì lại đóng vai trò quan trọng ạ? Với việc tham dự như vậy thì chúng ta sẽ được lợi gì? Là chúng ta sẽ hiểu biết rất là sâu về lĩnh vực quản lý tần số. Và nếu như giả sử như chúng ta chỉ là đại biểu tham dự thì có rất ít nước biết đến. Nhưng mà chúng ta là ở vị trí điều hành chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều các cái đại biểu khác mà biết tới Việt Nam. Và một trong những điều quan trọng là khi chúng ta xây dựng các cái quy hoạch, kể cả ngay cả luật tần số chẳng hạn, thì nếu mà xem kỹ luật tần số thì có thể thấy là đây là kinh nghiệm kết hợp trong nước và các cái kinh nghiệm quốc tế. Chúng ta có thể thấy là sự rất nhiều cái lợi ích trong vấn đề là tham gia các hội nghị quốc tế, và chúng ta đã bảo vệ được các cái quyền lợi của Việt Nam. Ví dụ như giả sử như năm 2007 chúng ta đã xin kéo dài thêm một cái thời gian sống của cái bộ hồ sơ cho dự án Vinasat 1, và cái năm 2012 thì một lần nữa thì chúng ta đã xin kéo dài cái thời gian sống cho cái vệ tinh Vinasat 2. Thưa ông, thì bên cạnh việc phối hợp quốc tế thì xét về khía cạnh chủ quyền thì việc phối hợp song phương giữa các quốc gia là rất quan trọng đúng không ạ? Vậy thực trạng của việc phối hợp về tần số ở biên giới hiện nay là như thế nào? Phối hợp mà song phương với các nước thì thực sự quan trọng, tại vì là tần số là không có biên giới, và do đó mà cái sóng vô tuyến có thể là truyền lan xuyên qua biên giới. Thế thì hàng năm thì chúng ta vẫn tiến hành là phối hợp tần số biên giới với các nước là Lào, Campuchia và Trung Quốc. Tại thời điểm hiện nay thì cái mật độ tương đối là ổn định, tức là cứ hàng năm là có một cuộc họp phối hợp. Và mục tiêu của họp phối hợp này là để đảm bảo là hạn chế can nhiễu vùng biên và hạn chế là chồng lấn sóng, phát sóng từ nước này sang nước khác và đi sâu vào các nước khác sẽ gây tác động không tốt tới an ninh chính trị và kinh tế của một nước. Cố gắng để làm sao để các nước là ở mức độ công bằng nhất, tức là phân chia rất là đều cho các nước về các cái băng tần. Và khi phối hợp với các nước thì có một cái sự khác nhau chủ yếu lại là yếu tố địa hình. Đối với trường hợp phối hợp giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, thì do cái địa hình ở phía bên Trung Quốc họ cao hơn Việt Nam, thì do đó mà các cái trạm phát mà về thông tin di động của Trung Quốc ấy, thì khi mà họ đặt ở các cái địa điểm cao như núi thì họ sẽ đi sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Do đó mà cái phối hợp với Trung Quốc là kéo dài và về thông tin di động 2G, và sau 7 cuộc họp phối hợp thì chúng ta mới hoàn thành phối hợp về thông tin di động 2G đối với Trung Quốc. Thế còn đối với lại Lào thì có đặc điểm địa hình lại khác một chút, tại vì Lào có núi chắn giữa Việt Nam và Lào, do đó mà cái sự can nhiễu giữa hai nước là tương đối là ít. Thế còn đối với Campuchia thì là hoàn toàn là cả hai bên đều là đồng bằng, do đó mà sóng lan truyền sâu hơn và cái đàm phán với Campuchia là kéo dài hơn. Trong quá trình phối hợp thì chúng ta cũng tiến hành là trao đổi song phương luôn. Và trong quá trình trao đổi song phương thì chúng ta trao đổi về vấn đề là quản lý tần số nói chung, rồi về vấn đề là kiểm soát tần số, rồi về khả năng mà tổ chức các cái khóa đào tạo để các nước tham dự. Theo ông, những thách thức về việc bảo vệ chủ quyền tần số hiện nay là gì ạ? Thực ra thì những cái thách thức mà về bảo vệ chủ quyền tần số hiện nay thì thực ra là có rất nhiều thách thức. Tại vì là như chúng ta đã thấy là theo các cái phương tiện thông tin đại chúng ấy, thì chúng ta là thấy là có rất nhiều các cái vấn đề mà về can nhiễu chẳng hạn. Thì trước tiên là chúng ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề can nhiễu, và sau đó thì một trong những vấn đề khác là chúng ta sẽ cố gắng để có được nhiều vị trí quỹ đạo
vệ tinh, tại vì là cái số lượng vị trí quỹ đạo nó sẽ là rất là hữu hạn, và nếu như mà càng về sau này thì càng khó tìm và có khả năng là cũng không còn nữa. Thế còn ngoài ra về chúng ta cũng phải tăng cường thêm vào vấn đề là đăng ký tần số quốc tế để có được các cái tần số để sử dụng, ngay cả các tần số trên biển thì chúng ta cũng phải đăng ký để các cái tàu thuyền ở trên biển có các cái tần số mà sạch để có thể sử dụng mà không có can nhiễu được. Đấy, còn ngoài ra thì chúng ta cũng cố gắng là tiếp tục là đẩy mạnh về vấn đề đàm phán phối hợp tần số biên giới để tránh can nhiễu, và đặc biệt là để ổn định cái an ninh trật tự xã hội ở vùng biên. Vâng, xin cảm ơn ông. Tần số vô tuyến điện là nguồn tài nguyên quý hiếm và có giới hạn của mỗi quốc gia. Và theo thời gian, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của thời đại công nghệ số, khi tần số vô tuyến điện đã được ứng dụng rộng rãi vào mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, thì việc xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian lại càng có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam đã và đang nỗ lực bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên này để phục vụ cho sự phát triển của đất nước cũng như bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Đến đây chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phương đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại tại địa chỉ youtube.com/vtv4go, và đừng quên cập nhật những thông tin trên fanpage của chúng tôi VTV International. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.